Vâng, mến chào anh chị và các bạn. Hôm nay Quang có sẽ hướng dẫn cho anh chị tạo thiết kế hình ảnh qua cái ứng dụng Leonardo anh chị ha. Rồi, và như anh chị thấy cái hình ảnh này là ok anh chị ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vuốt lên nè. Nếu mà đối với hệ điều hành iOS á, thì chúng ta sử dụng App Store anh chị ha. Nếu để hệ điều hành Android chúng ta sử dụng là CH Play. Chúng ta vào cái cửa hàng anh chị, vào bất cứ cửa hàng chúng ta gõ Leonardo anh chị ha, Leonardo AI. Sau khi gõ Leonardo AI á, thì nó sẽ tìm thấy cho chúng ta một cái biểu tượng. Đây là biểu tượng một cái hình ông già này anh chị ha, Leonardo.ai. Sau đó Quang có sẽ tiến hành cài đặt anh chị ha. Anh chị hướng theo một cái phần mà Quang có chia sẻ trên cái nút này luôn anh chị ha. Rồi sau khi tại cài đặt xong á, chúng ta sẽ ra màn hình chính đi cho nó dễ anh chị ha. Rồi ok, đây là biểu tượng mới cài đặt anh chị. Nhấp vào. Ở đây nó sẽ có hai dạng là thiết kế này, đây là thiết kế theo mẫu anh chị ha. Chúng ta mở lên thì nó sẽ có biểu tượng như thế này. Những cái mẫu này là mẫu sẵn anh chị. Nó sẽ có mã code ở trong đây. Rồi chúng ta để bắt đầu chúng ta bấm Get Start anh chị ha, ở góc bên tay phải phía dưới này. Bấm Get Start. Sau khi bấm Get Start nó hỏi anh chị hãy đăng nhập cái tài khoản. Tài khoản thì Quang có đã đưa cho anh chị ở trên nhóm anh chị ha. Thì tài khoản cũng đơn giản là Quang có 568@gmail.com anh chị ha. Rồi mật khẩu là Quang có 2023@com chữ Quang chữ Hoa anh chị ha, chữ Quy chữ Hoa. Rồi chúng ta login một cái. Chúng ta login để vào trong cái tài khoản này. Rồi ở đây Quang có sẽ hướng dẫn anh chị làm hai cách. Cách thứ nhất á, là chúng ta sẽ viết mã code theo cái yêu cầu của mình. Ở đây là những cái mà có sẵn. Rồi anh chị hãy quan tâm đến cái công cụ này như sau. Ở phía dưới này nó có chữ home, tức là những cái hình ảnh tạo chung, là những hình ảnh mẫu anh chị ha. Còn model này á, đây nhấp vô luôn anh chị. Model này là những cái hình ảnh mà được nó thiết kế sắc sảo, nó gọi là cái mẫu mới anh chị ha, model. Rồi ở đây là generate là cái phần mà chúng ta có thể là tự tạo anh chị, tạo theo cái ý muốn của mình. Generate image là nút để chúng ta tạo. Còn profile, profile tức là cái tên tài khoản của chúng ta, tài khoản dùng chung đang có nội dung là sáng tạo nội dung một anh chị ha. Ở đây là tất cả những hình ảnh mà Quang có đã làm anh chị ha. Mỗi một ngày thì tài khoản nó sẽ cho chúng ta là 150 token, tương đương với 150 điểm. Mỗi cái hình ảnh chúng ta tạo nó sẽ trừ theo cái số điểm mà chúng ta được quy đổi anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với cái channel này. Muốn di vẽ theo mã code thì chúng ta sẽ nhập vô ROM này anh chị ha. Rồi chúng ta muốn vẽ cái gì thì chúng ta nhập cái câu lệnh bằng tiếng Anh anh chị ha. Nếu anh chị chưa rành tiếng Anh thì Quang có sẽ hướng dẫn anh chị cái cách này. Chúng ta sẽ tải một phần mềm tên là Google Dịch hoặc là xài dịch ở trên bất cứ cái nền tảng nào anh chị biết tiếng Anh là anh chị dịch ha. Vâng, nhấp vô Google thì Quang có cũng như anh chị thì Quang có đã viết sẵn một cái câu, đó là mình sẽ vẽ một chàng trai lịch lãm, tóc ngắn, trang phục màu vàng kem, đeo cái đồng hồ Rolex màu đen, đang vui vẻ ở tại trung tâm thương mại anh chị ha. Bao nhiêu anh chị thấy cái này thấy thoải mái, em thích nè, thấy rất là ok ha anh chị ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ copy cái phần tiếng Anh anh chị ha. Chúng ta có thể bấm nút chuyển đổi nè chị, tiếng Việt sang tiếng Anh sang tiếng Việt anh chị ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vô cái biểu tượng copy anh chị ha. Copy chúng ta thấy là đã sao chép với bản dịch nè anh chị. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái phần mềm Leonardo. Leonardo này thì chúng ta sẽ dán cái mã câu lệnh vô trong đây. Chúng ta dán vô anh chị ha. Rồi dán vô, đó là một chàng trai tóc ngắn, bằng cái áo màu vàng anh chị ha, đeo cái đồng hồ Rolex màu đen, ở trung tâm thương mại. Rồi chúng ta bấm ok ha. Rồi sau đó bấm general email. General email thì nó sẽ tạo cho mình một cái hình ảnh. Đây đó là cái thời lượng, thời gian mà nó load ra theo cái câu lệnh của mình. Nếu mà câu lệnh nó càng rồi
Rồi anh chị thấy không? Ở đây là nó sẽ thiết kế cho mình đây. Một anh chàng đây, anh chàng khá bảnh đẹp trai anh chị ha, bảnh tận ha. Chúng ta sẽ vô trong phần dưới này để chúng ta chọn cái hình anh chị ha. Đây là nó thiết kế cho mình 3-4 hình những anh chàng rất là đẹp trai. Nếu mà chọn cô gái thì chúng ta sẽ chọn một cô gái. Đấy. Bây giờ chúng ta đã có hình ảnh này, chúng ta tải về trong máy đi anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng như là người đọc AI video AI cho mình anh chị ha. Cũng rất là bảnh tỏn ha, đẹp trai. Rồi ok, chúng ta save lại. Cái này là chúng ta save về máy anh chị ha. Để vô đây chúng ta sẽ lưu về máy, save photo anh chị ha. Ok, cho save tất cả nè. Rồi ok, đây là cái câu lệnh này, nó đã ra. Rồi bây giờ nếu anh chị không thích cái câu lệnh này mà chúng ta giả một cô gái đi chị, thì chúng ta đổi qua, chúng ta sẽ quay lại đây, chúng ta sẽ chỉnh lại một cô gái xinh xắn nha. Cô gái tóc đen, mình chuyển qua tóc đen thì nó sẽ ra người châu Á chị ha. Tóc đen, xinh xắn, tóc ngang bờ vai đi anh chị ha. Tóc ngang bờ vai, ok, tóc ngang bờ vai, mặc trang phục màu vàng kem, đeo đồng hồ Rolex, ok, cũng giống vậy anh chị. Đây, rồi sau đó chúng ta sẽ bấm copy anh chị ha. Copy ở bên dưới này chúng ta đã sao chép anh chị ha, anh chị thấy chữ đã sao chép rồi không? Rồi chúng ta sẽ quay trở lại hồng nguyện Leonardo anh chị, là bỏ cái câu lệnh này đi. Chúng ta sẽ dán cái câu lệnh hồi nãy vô anh chị ha. Cái câu lệnh lúc nãy đấy là một cô gái nè, cái tóc màu đen, ok anh chị, tóc ngang bờ vai, đeo đồng hồ Rolex ha. Rồi chúng ta sẽ bấm đầu tiên bấm done trước đã ha, bấm done sau đó chúng ta bấm generate email anh chị, là nó sẽ tạo hình ảnh. Đây là cái thời gian mà cái phần mềm này tạo hình ảnh, chúng ta sẽ mô tả càng chi tiết thì cái hình ảnh nó càng theo cái ý muốn của mình anh chị. Thì cái phần mềm này nó dễ cũng rất là nhanh hơn là Midjourney, rất là nhanh anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ có những hình ảnh đây chị. Chúng ta thấy cái hình tam giác này chúng ta nhưng mà vẫn coi được anh chị ha. Nhấp vào, ồ cố gắng cái xinh xắn anh chị thấy không? Tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị thấy tuyệt vời ạ? Thấy việc trời là tốt rồi anh chị. Rồi đấy là cái cách thứ nhất ha. Rồi còn một cái cách thứ hai cũng có muốn nhắc đến anh chị, đấy là vào phần home anh chị. Vào phần home, cái phần là có sẵn hình ảnh anh chị ha. Đây chúng ta chọn chọn một hình ảnh nó đẹp đẹp cái nè, đây đi, cô gái này đi, cô gái tóc vàng đi ha. Chúng ta muốn chọn hình ảnh này thì một là chúng ta tải về để sử dụng, hai là chúng ta có thể là chỉnh sửa theo cái hình ảnh này, có những phiên bản khác nhau anh chị ha. Chúng ta bấm remix anh chị, quay lại nè anh chị, là bấm remix ở đây, bấm remix. Thì mình sao chúng ta bấm edit generate, tức là nó sẽ cho mình phép mình chỉnh sửa trên cái câu lệnh này và nó ra những phiên bản khác na ná như vậy anh chị ha. Rất là tiện lợi. Ở đây nếu mà chúng ta chưa có rành tiếng Anh thì chúng ta để coi lại coi cái nội dung của tiếng Anh này là gì. Chúng ta sẽ bấm copy hết nguyên cái phần này. Đây là phần dịch qua tiếng Việt anh chị ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ dán vào cái phần tiếng Anh này để cho nó dịch ra, còn mình hiểu nó là gì. Một cô gái trên bờ biển, phong cách theo kiểu châu Âu nè, chủ nghĩa phương Đông thập niên năm 1920, thập niên thời trang của thập niên năm 1970. Ở đây này nó lạ lắm anh chị, có những cái câu lệnh mà chúng ta đọc nhiều khi chưa có hiểu lắm, nhưng mà cái này là cái thời trang của những năm trước đó anh chị. Nếu bây giờ chúng ta có thể edit nó lại một tí xíu là cũng được. Bây giờ qua quay đây ha, chúng ta cái này là câu lệnh có sẵn anh chị, ta bấm general đi anh chị,
tranh rọi mây, nó sẽ tạo ra bốn cái bức ảnh tương tự như cái bức ảnh ban đầu mà lúc nãy anh chị đã thấy. Cái này nó là dựa trên những cái hình ảnh có sẵn anh chị. Rồi anh chị đợi một chút xíu, sau khi mà nó để tải hoàn tất thì chúng ta sẽ coi cái thành quả anh chị. Sau khi có được cái thành quả, nó ghi là generation complete anh chị, là hoàn thành anh chị. Đây cô gái tóc vàng ha, thời trang thập niên cũ anh chị ha. Thấy lạ lùng, đỏ rất là xinh xắn, búp bê anh chị ha. Ôi thì tuyệt vời, cái này mà quay lại thời xưa chắc là mình rất là thích đây. Tới thời điểm bây giờ chắc là không còn cái phong cách thời trang như thế này nữa. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị. Anh chị hãy tải Leonardo.ai anh chị. Đây là một phần mềm dịch, Google dịch nè. Rồi, video quan có chia sẻ đến đây là kết thúc.